Gói viện trợ vũ khí mới theo quyền điều chỉnh nguồn lực Tổng thống PDA có thể được công bố sau ngày 24 tháng 5, theo ba quan chức Mỹ. Gói này nằm trong khoản viện trợ quân sự trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ mới thông qua, trong đó có 8 tỷ đô la Mỹ theo PDA. PDA là đạo luật cho phép chính phủ Mỹ linh động chuyển giao một số vũ khí lưu kho cho đối tác trong tình huống khẩn cấp, không cần chờ quốc hội chấp thuận. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần áp dụng PDA để viện trợ quân sự cho Ukraine. Gói này chủ yếu bao gồm đạn dược, trong đó có đạn pháo 155mm và vũ khí chính xác phóng từ máy bay. Ngoài ra, gói viện trợ còn có phương tiện chuyên dụng để cứu kéo sa tăng và khí tài hạng nặng trên chiến trường. Dấu hiệu cho thấy Mỹ dự đoán Ukraine sẽ tiếp tục chịu tổn thất về phương tiện chiến đấu. Gói viện trợ trị giá 275 triệu đô la Mỹ cho Ukraine chuẩn bị được công bố trong bối cảnh Nga mở chiến dịch tại tỉnh Kharkov, đồng thời đạt được bước tiến tại nhiều nơi trên mặt trận và kiểm soát thêm loạt khu dân cư. Giới chức Ukraine tuyên bố quân đội nước này đạt kết quả đáng kể ở tỉnh Kharkov, song thừa nhận tình hình tại nhiều nơi khác cực kỳ khó khăn. Mỹ là bên viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine với tổng số tiền hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Gói gần nhất được Mỹ công bố ngày 10 tháng 5 trị giá 400 triệu đô la Mỹ, gồm các loại đạn pháo, đạn tên lửa phòng không NASAMS và vũ khí chống tăng, thiết giáp, súng bộ binh nhiều quan chức và chuyên gia phương Tây vẫn cảnh báo những gói cung cấp vũ khí mới có thể không đủ để cản đà tiến quân của Nga trong thời gian tới. Nga tuyên bố viện trợ quân sự của Mỹ không thể thay đổi cục diện chiến trường, chỉ gây thêm đau khổ cho Ukraine và khiến nhiều người thiệt mạng hơn. Không chỉ có Mỹ, Anh cũng là nước rất tích cực trong việc viện trợ Ukraine. Chính phủ Anh mới đây cho biết nước này đang thiết kế gói viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine gồm hơn 400 phương tiện cơ giới, hơn 1.600 tên lửa, 4 triệu viên đạn các loại, 60 tàu xuồng và khoảng 600 triệu đô la Mỹ hỗ trợ ngân sách quốc phòng. Tổng giá trị gói viện trợ là hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ. Từ khi chiến sự Nga Ukraina nổ ra, chính phủ Anh trong hơn 2 năm qua đã cam kết viện trợ cho Ukraina khoảng 14,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó khoảng 8,6 tỷ đô la Mỹ là viện trợ quốc phòng, phần còn lại là hỗ trợ kinh tế và các vấn đề nhân đạo. Bộ Quốc phòng Anh mô tả đây là gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay của họ cho Ukraine mục tiêu là hỗ trợ ukraine đẩy lùi đợt tiến công mới từ nga cả trên đất liền đường biển và đường không